Bà xin chào các bạn và các cháu. Hôm nay bà xin kể cho các bạn và các cháu nghe một câu chuyện có tựa là Ván bài trả nợ. Ngày xưa, ở đất Ngư Đài có một người lái buôn tên là Nhiệm Kiến Chi, chung quanh, quanh năm đi các nơi mua các loại da lông thú đem về bán cho người ta may áo ấm. Một năm kia, anh lại mang 200 lượng bạc đi qua Thiểm Tây mua hàng. Dọc đường, anh ta gặp một người đồng hành tên Giáp Trúc Đình, quê ở Túc Tiên. Trong lúc chuyện trò, thấy hợp tính tình, hai người bèn kết nghĩa, bạn tri kỷ, thề sinh tử có nhau. Đồng hành được mấy hôm, Nhiệm Kiến Chi bệnh cảm, bệnh này càng ngày càng nặng. Giáp Túc Đình lo lắng, chạy đi tìm lương y, tìm thầy cúng, vừa cúng bái vừa cho bạn uống thuốc. Trúc Đình đêm ngày săn sóc, Kiến Chi như anh em ruột thịt. 10 hôm sau, bệnh càng nguy kịch. Nhiệm Kiến Chi thấy không thể qua khỏi mới bảo Trúc Đình rằng, cuộc đời tôi thật không may, trong gia đình 8 miệng ăn chỉ nhờ một bàn tay tôi, cho nên tôi phải vất vả ngược xuôi, dãi nắng dầm sương, trăm bề cực nhọc. Nay số phận đến đây là hết, chắc phải bỏ xác nơi xứ người, quê hương xa cách, ngoài 2.000 dặm, xa ruột thịt, bà con thân thích. May mắn được gặp anh, thành đôi bạn tri kỷ. Lời tục nói, tại gia kháo phụ mẫu, xuất môn kháo bằng hữu. Trong nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Trong hành lý của tôi có 200 lượng bạc. Anh Hải lấy một nửa, mua quan quách, áo quần tẩm liệm để chôn cất tôi. Còn lại một nửa, anh chia đôi lấy một phần làm lộ phí, một phần nhờ anh trao lại cho vợ con tôi. Thêm vào miếng cơm manh áo, nhờ anh nhắn giùm với mẹ con nó, lúc nào thuận tiện, cố gắng đem nắm xương tàn của tôi về nằm bên cạnh phần mộ của ông bà tổ tiên. Được vậy, linh hồn tôi sẽ ngậm cười nơi chính suối. Trúc Đình ôm bạn khóc, hứa sẽ chu tất đầy đủ. Kiến Chi nói xong ngượng dậy, gượng dựa vào gối, viết một phong thư dặn dò cho con vợ vợ con, nhờ Trúc Đình trao lại. Ngay chiều hôm ấy, Kiến Chi rút hơi thở cuối cùng. Trúc Đình lấy 200 lượng bạc, chi ra 5-6 quan tiền mua một cổ ván mỏng, tẩn liệm, sơ xài cho bạn, định sáng ngày hôm sau chôn tạm ở sau nhà chủ quán trọ. Nhưng chủ quán không cho, bảo chôn nơi khác. Trúc Đình có ý lường gạt, nói như vậy, tôi đi qua chùa đằng kia xin hòa thượng cho phép chôn tạm sau chùa cũng được. Nói xong, anh ta ra đi, mất hút mấy, luôn mấy ngày không thấy trở lại. Chủ quán chờ lâu, sợ sình thối, bèn đi khắp phố, phường tìm anh ta, không thấy tâm dạng đâu, anh đành phải lo việc chôn cất Nhiệm Kiến Chi tại nghĩa trang công cộng trước mộ, trồng một tấm bia gỗ ghi đủ tên họ quê quán, phòng khi có người nhà đến kiếm tiện hốt xương đem về quê cũ. Một năm sau, gia đình Kiến Chi mới biết được tin người đã chết tại đó. Đứa con trai của Kiến Chi là Nhiệm Tú, tuổi vừa 17, đang học tại trường. Khi được tin cha chết, Nhiệm Tú xin mẹ đi đem linh cữu cha về. Nhiệm Tú gom góp được một ít tiền làm lộ phí, bèn lên đường, đem theo một người nô bọc già, lần mò ra đi, mãi 6 tháng sau mới đem được linh cữu về. Cả nhà lo việc cải táng cho Kiến Chi xong, thì gia sản khánh kiệt. Nhiệm Tú là một chàng trai thông minh đỉnh ngộ, học hành hơn người. Sau khi mãn tang cha, Nhiệm Tú đi thi mấy khoa đầu đều đậu, ai cũng khen là giỏi. Tuy nhiên, Nhiệm Tú có một tật xấu là hay mê cờ bạc. Mẹ chàng rất nghiêm khắc, thường xuyên dạy ngăn đón, có lần đã chặt bỏ khung cửi dệt để răn đe con, y như mẹ Mạnh Tử ngày xưa. Năm ấy có kỳ thi tú tài, Nhiệm Tú ứng thi chỉ đậu hàng thứ tư.
bị bạn bè chế nhiễu. Mẹ chàng tức giận bỏ cả ăn uống. Nhiệm Tú sợ mẹ vừa đói vừa tức lên mà chết, bèn quỳ xuống van lại hứa xin: con thề từ nay sẽ sửa tính nết, không dám để mẹ buồn nữa đâu. Từ đó Nhiệm Tú bỏ thói cờ bạc, ngày đêm lo học hành. Năm sau trong kỳ thi tú tài, Nhiệm Tú đậu thủ khoa và được trọng thưởng. Mẹ chàng khuyên mở trường dạy học, nhưng vì trước kia chàng hay lêu lỏng cờ bạc, người làng mất tín nhiệm không cho con tới học. Bấy giờ có một người chú họ của Nhiệm Tú tên là Trương, buôn bán tại Bắc Kinh. Nhân lúc xuống thăm mẹ chàng, thấy vậy liền đề nghị Nhiệm Tú lên Bắc Kinh mở trường dạy học. Mọi chi phí ông sẽ lo giúp, bà mẹ đồng ý cho Nhiệm Tú ra đi. Ông chú mướn một chiếc thuyền, thẳng bờm dông ra khơi, nhưng tới Lâm Thanh Châu thì trời tối. Sợi mọi nguy hiểm bất trắc sẽ xảy ra trong đêm, thuyền phải hợp nhau đậu lại, chờ trời sáng sẽ lên đường. Đêm ấy, Nhiệm Tú nằm trong thuyền giữa khuya, sực tỉnh, tai nghe phong thanh, tiếng hao, huyên náo cười đùa, lại tiếng dĩa sóc, tiếng hô tam, yếu túc, lượng. Từ phía bờ sông vọng lại, Diệm Tú biết là ở đó đang có sòng bạc sóc dĩa. Máu mê cờ bạc bỗng nổi lên, chàng muốn dậy lấy tiền chạy qua, nhưng chợt nhớ lời mẹ dạy, lại nằm xuống, nhưng nằm không yên, ngồi lên nằm xuống mấy lần, ruột nôn nóng như cào. Chàng định bụng chỉ cần một ít tiền để hạn chế sự thua, ngồi dậy mặc áo đi lên bờ. Đến nơi thấy chén vừa lắc xong, chàng nói thầm ăn thua một ván thôi. Nói rồi móc túi ra đặt cả quan tiền xuống. Hai người đang ngồi đánh với nhau hỏi chàng đồng ý mở chén nghe. Chàng gật đầu, chén mở ra, chàng thắng. Thế rồi cuộc đỏ đen cứ tiếp tục. Giữa lúc ấy, ông chú của Nhiệm Tú chợt thức giấc, chẳng thấy cháu nằm bên cạnh, lại lắng nghe tiếng sóc dĩa phía trên bờ sông. Liền cào nhào, rõ đúng như lời tục nói, sơn hà dung dị cải, tặc tánh tối nan di. Sông núi dễ thay đổi, tặc xấu thật khó thay đổi. Nó lại, tính nào tặc nấy rồi. Ông chú ngồi dậy, chạy lên bờ, nhìn vào quán. Ông thấy phía cháu mình ngồi một đống tiền đã chất cao, bèn đổi ra vui bụng nghĩ thầm, đem về bớt một mớ, dù nó có thua keo sao cũng nắm chắc phần thắng rồi. Ông liền lẳng lặng thò tay lấy một mớ tiền quan đem đi về thuyền cắt. Nhiệm Tú vẫn miên man tiếp tục sát phạt với hai người kia. Vừa lúc ấy lại xuất hiện một người thứ ba, anh này cũng là một bộ hành, thấy sòng bạc vui cũng nhảy vào, rút trong hầu bao ra 100 lượng bạc. Sau khi đặt bạc lên bàn, anh này hỏi Nhiệm Tú, dám chơi lớn không? Chàng thanh niên hỏi. Nhiệm Tú nhìn vào đống tiền khá cao của mình, đáp, muốn xả láng à, chơi thì chơi, có gì phải sợ. Thế rồi cả bốn người với một đống tiền cao nghịu, hăm hở sát phạt. Ông chú họ cứ sợ cháu thua, kêu mấy người phu ghe lần lượt qua sòng bạc, ôm chuyển đóng tiền về thuyền mình. Một lát sau, ba người kia đều sạch túi, không ai còn tiền để chơi tiếp, tự rút lui lần lần mất mạng, mất dạng. 100 lượng bạc đổi ra tiền của người khách vô danh kia, cùng mấy ngàn quan tiền của hai người nọ, đều vô tay Nhiệm Tú hết. Thuyền của chú cháu Nhiệm Tú đầy những quan tiền như cột thành bó, sắp vào khoang thuyền đợi sáng sẽ nhổ neo. Trong ván bài hồi hôm, người khách nọ đòi chơi bằng bạc lượng, nhưng vì Nhiệm Tú chỉ có tiền quan không có bạc lượng để chung, nên Nhiệm Tú bảo đi đổi tiền ở chủ ghe bên kia, mới chịu chơi cờ bạc. Do đó số tiền Nhiệm Tú ăn là tiền quan, chẳng có lượng bạc nào. Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, mọi thuyền đều sửa soạn nhổ neo lên bờ. Nhổ neo rời bến thì người chủ thuyền đổi bạc hồi hôm hớt hải chạy qua thuyền
Nhiệm Tú đòi bắt Nhiệm Tú phải đền số bạc 100 lượng cho người vô danh kia hồi hôm, vì đó toàn là bạc giả. Nhiệm Tú nhất định không chịu nói: bạc kia đâu phải tự tay tôi đổi, ông đâu mà ông bắt tôi đền? Cố nhiên là ông đi kiếm người nọ mà ăn thua với y. Chủ nghe tức lắm, liền dò hỏi tên của Nhiệm Tú là tên con của ai. Người bên kia nghe nói đó là cậu Tú Tài Nhiệm Tú, con trai trưởng của Nhiệm Kiến Chi, quê ở đất Ngư Đài. Chủ nghe ghe nghe xong nói con trai của Nhiệm Kiến Chi, liền hối bạn ghe nhổ neo đi mất, không trở lại đòi Nhiệm Tú bồi thường bạc giả nữa. Nhiệm Tú rất ngạc nhiên, trong lòng nghi hoặc phải có duyên cớ nào, bèn lên bờ hỏi dò những người trong quán. Có người biết nói rõ biết, có người biết rõ nói: à, đó là thuyền của lái buôn tên Giáp Trúc Đình, một tên giả hoạt gian thương, ở đây ai cũng biết và ghê sợ. Không hiểu sáng nay có nó qua thuyền, anh nói gì đó rồi chạy đi hỏi tên họ anh. Đến khi anh bạn tôi nói anh là Tú Tài Nhiệm Tú, con của khách thương Nhiệm Kiến Chi, thì nó mặt tái mét, người toát mồ hôi, vội vàng nhổ neo đi ngay. Không ai hiểu sao kỳ vậy. Nhiệm Tú nghe xong nhớ cái tên quen quen, cố moi ký ức xem ai, một lát mới nói lên: à, phải rồi, chính thị là nó. Hồi trước tôi lên Thiểm Tây bốc mộ cha tôi, người chủ quán có kể lại sự tình. Nó là bạn đồng hành với cha tôi. Khi cha tôi bị bệnh mất, nó đoạt 200 lượng bạc rồi trốn đi, bỏ xác cha tôi trong quán trọ, khiến chủ quán phải chôn cất. Thảo nào khi nghe đến tên cha tôi, nó ngại mà bỏ đi ngay. Quả là trời xanh có mắt, nó gạt một người chết lấy 200 lượng bạc. Nay bị người ta đem 100 lượng bạc giả đổi lấy tiền, tiền ấy lại vào tay tôi. Âu đó cũng là lẽ báo ứng nhãn tiền của đời. Thật là một sự ly kỳ. Nói xong, Nhiệm Tú trở về thuyền, vừa đi vừa suy nghĩ không hiểu. Có phải linh hồn của cha chàng đã lôi đầu tên Giáp Trúc Đình đến chỗ này trả nợ cho chàng không? Về đến nơi, Nhiệm Tú đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho ông chú nghe. Ông chú cũng cho là chuyện lạ, nói: biết đâu cha cháu bảo ông xuống nhà để cùng tới đây nhận lại món nợ. Bây giờ Nhiệm Tú không còn muốn lên Bắc Kinh dạy học nữa. Chàng lấy một mớ tiền tặng ông chú rồi quay thuyền trở về quê, giao tiền cho mẹ. Mấy năm sau tiếp tục học hành chuyên cần. Chàng thi đậu tiến sĩ, cưới vợ hiền đức, sinh con đẻ cháu, một nhà đông đúc. Lần hồi Nhiệm Tú được thăng quan tiến chức, trở nên một người giàu sang, danh tiếng khắp vùng. Câu chuyện bà kể đến đây đã hết rồi. Bà xin chào tạm biệt các bạn và các cháu. Bà hẹn gặp lại.